ơi, nhóc ơi, đây là hội làng của ông làng Thanh Hải Dương đây. Đang ở mình đang nuôi vật đấy. Rất là đông, các đoàn lễ rất là nhiều. Đang chuẩn bị lễ cho làng đây. Xin chào, xin chào. Hello, chào cả nhà. Đây là Lê Thành Giai Hàn Quốc đây. Đấy, hôm nay được về đi tham gia mặc áo lậu để đi rước lễ gia đình để tế tế thánh đây. Xin giới thiệu tất cả các đội quân của sắp đây. Đấy. Toàn trai chưa vợ hết nè. Rất là đẹp. Đấy. Xin chào trưởng thôn Nguyễn Văn Biên nhá. Xin chào anh em nhá. Đây là đoàn của thôn Nam đây. Đây thôn Nam toàn trai xinh gái đẹp thôi, vừa làm vừa hát. Thôn Nam vừa làm vừa hát. Đây, xin chào, xin chào. Rồi, đây là thôn Nam rất là đông. Đấy, thôn Nam là một trong những thôn ở trung tâm của xã Hồng Lạc. Có cái trục đường đi qua xã Hồng Lạc, từ Hồng Lạc xuống thôn Vang qua xuống đồng Thời, Thái Hồ và Thái Yến đi liên thông sang giáp Tân Việt. Như vậy trên trục đường này là rất là rộng lớn. Lại có một chiếc xe công nông đi qua gặp đoàn đấy. Chiếc xe công nông đấy, xin chào chị em. Thì cuối cùng năm nay là thôn Đoài. Thôn Đoài hôm nay là quét quân. Đấy, đây là sau đi tất cả đoàn 6 thôn rồi thì xin chào nhá. Đấy, đây là xin chào. Đấy, đây là các đoàn quân đi sau 6 thôn lễ là các Lam Thanh Nữ Tú là đi theo lễ là rau để rước gia đình. Đoàn người vẫn rất là đông tấp lắm. Xin chào cả nhà nhé, chúc cả nhà năm mới bình an hạnh phúc. Đấy, đoàn người tấp lập như thế này. Xin chúc tất cả anh em bạn bè và con em quê hương Hồng Lạc một năm mới an vui hạnh phúc. Ở thế Lê Yến không đi lễ hội à? Không có, chị không đi. Đứng đây chào, xin chào nhá. Ôi giờ cái xóm này là rất là đón lễ đây.
để chuẩn bị ra lễ hội làng đây. Xin chào cả nhà nhá. Bye bye. Bây giờ là đoàn thực tế đã đi tới xin trân trọng cảm ơn các tiết mục văn nghệ của các người anh, người chị của đoàn dân ca quan họ Bắc Ninh để chào mừng khai mạc lễ hội truyền thống di tích lịch sử văn hóa Đình Mè Xuân Quý Mão năm 2023. Là tình cảm nồng thắm của quê hương, là sức mạnh thu hút mọi người cùng về dự lễ dân hương và cầu mong cho mọi người sự tốt lành, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, cho lúa tốt cau sai, cho mọi gia đình hạnh phúc và cho làng xóm quê hương không ngừng đổi mới, cầu mong cho quốc thái dân an. Với ý nghĩa và tinh thần của lễ hội truyền thống, với tấm lòng hướng về cội nguồn, hướng về quê hương sâu nặng nghĩa tình và lòng biết ơn những người có công với dân, với nước, thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội truyền thống di tích lịch sử văn hóa Đình Mè Xuân Quý Mão năm 2023. Xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, các quý khách gần xa cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúc lễ hội Đình Mè thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Lễ hiến nhị vị thành hoàng để tỏ lòng biết ơn người có công đánh giặc giữ đàn giữ nước.